Nghi vấn, concert của một nữ ca sĩ nổi tiếng không cho mang theo nước uống khiến một fan không qua khỏi. Cụ thể, mạng xã hội đã lan truyền thông tin một fan khi tham gia concert đã bị đuối sức kèm sốc nhiệt và vì không có nước uống mà đã rơi vào nguy kịch đến mức không qua khỏi. Nguyên nhân được cho là vì ban tổ chức ban đầu đã cấm khán giả mang theo nước uống vào trong. Trong khi fan còn đang hoang mang chờ thông tin xác nhận chính thức thì mới đây, đích thân Taylor Swift đã đăng tải bức thư tay bày tỏ sự tiếc thương đối với người hâm mộ xấu số vì sự cố không ngờ. Tôi không thể tin rằng mình đang viết những dòng này, nhưng với trái tim tan vỡ, chúng tôi đã mất một người hâm mộ lúc sớm tối nay trước buổi biểu diễn. Tôi thậm chí không thể nói cho mọi người biết tôi đã suy sụp như thế nào vì điều này. Hiện tôi đang có rất ít thông tin ngoài việc là cô ấy vô cùng xinh đẹp và còn quá trẻ. Tôi sẽ không thể nói về điều này trên sân khấu vì tôi cảm thấy choáng ngợp và đau buồn khi cố gắng nói về nó. Tôi muốn nói rằng bây giờ tôi cảm nhận được sự mất mát này một cách sâu sắc và trái tim tan vỡ của tôi hướng về gia đình và bạn bè của cô ấy. Đây là điều tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ xảy ra khi chúng tôi quyết định tổ chức chuyến lưu diễn này đến Brazil. Được biết, nhiều concert vẫn có quy định không cho khán giả tự mang nước từ bên ngoài vào, nhưng bên trong concert thì vẫn sẽ có quầy phát miễn phí hoặc bán nước cho fan. Riêng sự cố lần này, phía ban tổ chức phụ trách concert của Taylor Swift tại Brazil vẫn chưa lên tiếng làm rõ.